Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sao rồi thầy? Không được rồi, con dâu như này là sát chồng nhé, không thể có con trai được. Thầy xem có cách nào giúp con không ạ? Trăm sự nhờ thầy. Đây ạ, mong thầy dẫn đường chỉ lối. Thấy nhà cô có tâm nên tôi mới mách cho đấy. Nghe cho kỹ đây. Việc đầu tiên là phải đuổi con vợ cũ đi. Tiếp đến là kiếm một con vợ mới đưa về. Cầm lấy gói bùa này về nhớ pha cho con trai bà uống, đảm bảo sẽ có con trai. Trăm sự đội ơn thầy. Cái gì thế này? Con chào mẹ. Mẹ mới về à? Mày nữa. Chúng mày định bẫy tao hay sao mà để cái chậu bẩn thỉu này ở đây hả? Bà ơi, cháu mời bà uống nước. Mày dám hất nước vào mặt tao à? Cháu xin lỗi. Mẹ ơi, cháu nó còn nhỏ, mẹ tha cho cháu. Còn cả cô nữa, cái đồ không biết đẻ. Nhà này đúng là vô phúc mới rước cô về nhà mà. Hôm nay không dạy dỗ được cô thì tôi không làm người. Bà ơi, bà đừng đánh mẹ cháu nữa. Chúng mày còn bên nhau à? Để xem tao. Con trai của mẹ sao lại say thế hả con? Bố lại say nữa rồi mẹ. Còn vịt. Vịt á? Sao lại bảo mẹ là vịt? Mày say quá rồi đấy. Một con vịt, hai con vịt, ba con vịt. Nhà này toàn là vịt thôi. Bạn bè nó bảo tôi chỉ có đẻ được con gái thôi. Nhục, bách nhục. Anh say quá rồi, để em đưa anh vào phòng nghỉ nhé. Cút đi. Cô, tại cô tôi mới phải chịu nhục nhã, bị bạn bè chê cười. Cô đúng là đồ xui xẻo, đồ không biết đẻ, đồ vô dụng. Bố, con xin bố đừng mắng mẹ nữa, bố không có quyền xúc phạm mẹ. Mày còn định dạy đời tao à? Được rồi, hai mẹ con tôi sẽ đi. Cút, biến khỏi đây ngay, đừng vác mặt về đây nữa. Con kia, đứng lại. Hai mẹ con mày mở vali cho tao kiểm tra. Đây, của mẹ hết đấy. Đi thôi con. Để xem, không có mẹ con tao, chúng mày cạp đất mà ăn à. Con bán được nhiều vé số lắm. Mẹ cầm lấy tiền đi chợ này. Mẹ cảm ơn. Con gái mẹ vất vả quá. Hiền ơi, đi theo mẹ vất vả thế này con có buồn không? Mẹ ơi, con không ngại vất vả đâu. Miễn là hai mẹ con mình ở bên nhau là con vui rồi. Tiếng súng hay sao ấy nhỉ? Bắt lấy nó. Mẹ ơi, có người bị thương. Phải cứu chú ấy thôi. Nó bị thương, nhất định không chạy ra được, chỉ loanh quanh đây thôi. Đi. Anh ơi, mất dấu nó rồi. Ăn chuối đi con. Còn sao thế? À, mẹ biết rồi, con vẫn đang buồn chuyện cái Trang chứ gì. Không phải lo, quên mẹ con nó đi. Hôm nay mẹ có một bất ngờ cho con đấy. Con gái ơi. Con chào bác ạ. Dạ, em chào anh ạ. Vào đây ngồi đi con, ngồi cạnh anh Hoàng này. Ờ, ai đây hả mẹ? Đây là con dâu mới mẹ tìm về cho con đấy. Con ơi, con bé này nhà nó ba đời đẻ con trai đấy. Mẹ tìm hiểu kỹ rồi. Vâng. Con đưa em đi tham quan nhà mẹ nhé.
Đúng là con của ta, đẹp đôi thế chứ lại. Sao các chú vào nhà cháu làm gì vậy? Im mồm. Mày có thấy thằng cảnh sát nào không? Các anh làm gì vậy? Anh ơi, không có nó ở đây đâu. Hai đứa chúng mày thấy nó phải báo cho tao nghe chưa? Đi thôi anh. Mẹ ơi, chúng nó đi rồi. Con ơi, là con trai. Con thấy mẹ nói có đúng không? Mẹ ơi, con có con trai rồi. Ơn trời Phật phù hộ, cuối cùng tôi cũng có cháu đích tôn rồi. Từ giờ mẹ con mình được nở mày nở mặt rồi. Cảm ơn chị và cháu. Chắc là tôi phải đi thôi. Hai người bảo trọng, tôi nhất định sẽ quay lại. Hai tuần sau. Bé số đây. Chào hai mẹ con. May quá, tìm được hai người. Anh là... Tôi chính là người cảnh sát hôm nọ được hai mẹ con giúp đây. À, con nhớ rồi, chú cảnh sát. Tôi tìm hai mẹ con mãi, nay mới thấy. Mời hai mẹ con về nhà tôi. Không phải ngại, hai mẹ con là ân nhân cứu mạng tôi mà. Con trai bố là nhớt, bố yêu con nhớt. Con đừng tin, bố còn chỉ mỏm thôi. Sao em nói anh vậy? Em cực khổ mang thai cho anh mà anh giấu tiền vàng ở đâu em có biết đâu. Có khi anh lại đưa hết cho vợ cũ anh chứ gì. Xì. Chờ anh một chút nhé. Đây, vàng của em đây. Wow. Đấy, em tin anh chưa? Từ giờ là của em hết đấy. Còn đây là chìa khóa két sắt, anh giao hết cho vợ nhé. Ôi, em xin, em sẽ giữ cẩn thận cho con trai chúng ta. Khát nước thế nhỉ? Con ơi, con khát à, chờ mẹ tí nhé. Đây, nước đây. Ôi da. Sao thế con? Con trai của mẹ lại đói rồi à. Chờ mẹ một tí. Đây, bánh ngọt cho thằng đích tôn của bà đây. Bà cho cháu ăn bánh rẻ tiền thế này à? Thôi mẹ xin, đợi mẹ mua đồ ăn khác cho. Đúng là mụ già quê mùa. Mẹ mua đồ ăn về rồi này. Có mỗi một cái đùi gà thế này á. Con ăn cho mẹ vui đấy nhé. Sao còn lại? Ôi mẹ ơi, bụng con to quá, con không bới được, mẹ nhặt hộ con nhé. Rồi, cái này mẹ làm được. Đẻ xong mày chết với bà. Nhung ơi, anh với mẹ về rồi này. Quái lạ, sao cô ấy đi đâu nhỉ? Cảm ơn anh và bà mẹ của anh đã chăm sóc cho hai mẹ con tôi thời gian qua. Cảm ơn anh đã tự nguyện giao hết tiền và vàng cho tôi. Căn nhà này tôi cũng đã đem đi thế chấp hết rồi. Nhân tiện tôi cũng nói luôn, đứa con tôi mang trong bụng không phải là của anh đâu. Xin lỗi vì đã cho anh quay và ôm mất hết. Chúc anh và mẹ may mắn lần sau. Bye bye. Mất hết rồi mẹ ơi. Đưa mẹ xem nào. Con ơi, thế này là thế nào? Mẹ ơi, trắng tay rồi. Mẹ con mình mất hết rồi. Nhà cửa tiền vàng hết sạch rồi. Sao lại thế được? Mất. Mẹ ơi. Chị ơi, anh ơi, cho em xin một đồng. Đói bụng quá. Cháu ơi, cháu, cho chú xin một đồng. Từ hôm qua đến giờ chú chưa có gì vào bụng. Đói quá. Chú đợi cháu một tí ạ. À. Đây ạ. À. À, bố, sao bố lại... Cháu nhận nhầm người rồi, tôi không phải bố cháu. Đúng là bố mà. Không phải, cháu nhìn nhầm rồi. Bố ơi. Hiền ơi, có chuyện gì vậy con? Mẹ ơi, bố kìa. Làm gì có ai đâu con. Ơ, à, rõ ràng là bố vừa đứng đây mà. Bố đâu rồi? Có những thứ trong cuộc đời này, người ta phải mất đi rồi mới nhận ra rằng mình đã từng có được. Có không giữ, mất đừng tìm. Vậy nên đừng bao giờ làm những điều khiến chúng ta phải hối hận về sau.
Hãy nhớ rằng hạnh phúc luôn dành cho những người biết nâng niu và hiểu được giá trị của tình yêu. Nếu mà